Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Ngoại hạng Anh chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, và với phong độ hiện tại, ít người tin rằng Newcastle sẽ hụt tấm vé dự Champions League mùa 2023-2024. Sau khi vùi dập Spurs ở vòng đấu trước, họ đã hạ Everton ngay tại thánh địa Goodison Park của đối phương. Với 10 bàn thắng liên tiếp sau 2 vòng, trận thắng thứ 7 sau 8 trận, sẽ không quá khi nói rằng chiếc chòe cùng Man City và Aston Villa là ba đội bóng có cú nước rút ấn tượng nhất ngoại ngành ở thời điểm này. Kế hoạch của huấn luyện viên Eddie Howe và ban lãnh đạo Newcastle từ hơn một năm rưỡi trước đang đi đúng hướng. Chiến lược gia người Anh không thể hạnh phúc hơn khi sự thăng tiến từ Newcastle cũng đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên 45 tuổi. Bournemouth chỉ là đội bóng chơi ở giải hạng 2 của bóng đá Anh và Eddie Howe đã bắt đầu sự nghiệp cầm quân tại đây. Một tay vị chiến lược gia 45 tuổi đã được câu lạc bộ này lên chơi tại ngoại ngành và trụ lại trong nhiều mùa. Sau khi bị Bournemouth sa thải vào năm 2020, sự nghiệp của huấn luyện viên Eddie Howe tưởng chừng như sẽ chững lại. Nhưng với việc chấp thuận lời đề nghị từ Newcastle, huấn luyện viên sinh năm 1977 đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bản thân. Bổ nhiệm một người như Eddie Howe có vẻ không phải cái cách mà các ông chủ nhà Ả Rập lắm tiền hay làm. Họ có thể chọn một huấn luyện viên ngôi sao và ngay lập tức chi đậm để mang về những cầu thủ danh tiếng. Một cách hết tướng lên rằng đội bóng này đã khác với một ông chủ mới như Eddie Howe, với sự khiêm tốn của ông khiến cho Newcastle chuyển biến theo những cách mà ít người hình dung ra nhất. Không phải một cầu thủ danh tiếng mà là một đội bóng đoàn kết với những cái tên trung bình. Giàu có là điều kiện cần của thành công nhưng không phải là tất cả. Newcastle thăng hoa ở mùa giải năm nay không chỉ nhờ sức mạnh tài chính của các ông chủ Ả Rập Xê Út. Những gì xảy ra với Everton và Newcastle ở cuộc đối đầu tại Goodison Park là một sự tương phản cực độ. Everton đầu tư không hề thua kém gì Newcastle trong nửa thập niên đã qua, nhưng giờ họ đang tiến gần hơn tới tấm vé xuôi về giải hạng nhất Championship. Điều đó cho thấy rằng không phải lúc nào bỏ tiền ra nhiều cũng sẽ mang đến được hiệu quả. Túi tiền của người Saudi Arabia được đầu tư đúng hướng cộng với sự kiên nhẫn và chiến lược bổ nhiệm nhân sự phù hợp đã giúp cho Newcastle tiến từng bước một. Cần nhớ rằng chiến lược đội hình hiện tại của chiếc chòe chưa thể so với Tottenham hay Man United, Liverpool và những đối thủ khác trong cuộc đua top 4. Ngoại trừ Alexander Isak, tân binh có giá kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ 63 triệu bảng, các ngôi sao còn lại của Newcastle không có giá hơn 50 triệu bảng. Đúng là tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ quỹ đầu tư công Saudi Arabia PIF đã giúp cho đội chủ sân Saint James Park vươn mình từ một câu lạc bộ đứng cuối bảng ngoại hạng Anh ở 2 năm trước, bứt phá lên so với các câu lạc bộ tầm trung của giải đấu này. Những tiền bạc ở đây chỉ đóng vai trò chỉnh sửa với những gì đã có thay vì đập đi và xây lại bằng việc mua sắm vô tội vạ. Ở mùa giải tới, nếu như chiếc chòe muốn gỡ bỏ cái mác hiện tượng, họ sẽ cần có những ngôi sao xuất chúng hơn Murphy hay Jonathan. Điều đó phụ thuộc vào tầm nhìn và kế hoạch của những người Saudi Arabia. Và rõ ràng, mọi thứ tại Saint James Park mới chỉ là bắt đầu. Video được tài trợ bởi FB88.